hài hước chuyện đưa người đi đẻ, xe ô tô phóng trước khiến bà bầu hớt hải chạy theo. Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ ra ô tô chuẩn bị lên xe đi đẻ. Khi bước lên xe có vẻ như để quên đồ nên bà bầu đi lấy. Nhưng ngay sau đó, tài xế đã cho xe phóng đi mất. Nhìn thấy chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh, bà bầu một tay ôm túi hớt hải chạy theo sau. Trong đoạn clip tiếp theo được quay trên xe ô tô, bà bầu đã leo được lên xe rồi bắt đầu cười nắc nẻ. Cả tài xế cũng không nhịn được cười khi tạo ra màn bỏ quên người đi đẻ hết sức là hài hước. Nhiều dân mạng đưa ra bình luận ngay dưới đoạn clip: mình đèo mẹ đi chợ bằng xe máy nhưng đến chợ còn chẳng thấy mẹ đâu nữa cơ. Đôi khi lái xe sợ có chuyện nên là chú tâm vào chuyện lái quá nên người ngồi sau rơi lúc nào chẳng hay. Rồi đến bệnh viện ai đẻ, lúc đó kêu tên sản phụ, chẳng thấy sản phụ đâu mới hài hước. Chắc là mọi người vội vàng quá đấy mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.